cái giống mai thật sự là rất là đẹp, rất là xum xuê và ráng giá cũng rất là sinh viên. Đó là một cái giống mai mà dảo Thủ Đức mà mọi người thường cái Tết thì chúng ta hay chơi cái loại mai này nha cả nhà. Hoa của nó là từ 8 đến 12 cánh và đặc biệt hoa của nó rất là to và bông rất là sai luôn. Thì hôm nay em về được một cái lô này thì giá cũng rất là hữu nghị, cây rất là xum xê luôn. Em sẽ đo cho cả nhà xem nha. Cái cây nó cao khoảng 45 nha cả nhà, chiều ngang là tầm khoảng 40 đến 45. Thì cái lô này em bán giá nó hữu nghị và đặc biệt là đã liền cốt 100% nha cả nhà. Cây nào cũng liền cốt hết rồi, bởi vì em nuôi 3 mùa hơn rồi nha, 3 mùa hơn rồi. Cái lô này thì em bán với giá chỉ có 220 ngàn một cây thôi. Còn nếu ai lấy một cặp là 400 ngàn bao cái vận chuyển luôn nha cả nhà. Phải nói nụ rất là nhiều rồi, nụ thì rất là ok, nụ thì rất là nhiều luôn. Nụ to lắm, nụ to rất là nhiều luôn nha cả nhà. Thì cái cây này chỉ có 220 ngàn thôi. Còn nếu ai lấy một cặp thì 400 ngàn bao cái vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi đây là em quay cho cả nhà thì cái lô nó như thế này nha. Rồi thêm một cây nữa để giới thiệu với cả nhà nha. Đây, thêm một cây nữa. Cái gốc của nó thì tầm khoảng, để em đo thử cái. Cái này thì gốc nhớt cho nên là không có lớn như cả nhà, tầm khoảng 5 á, bằng ngón tay ra, ngón tay trỏ của em á. Thì cái chiều cao tầm khoảng 45 đi lên ha, chiều ngang thì tầm khoảng 40 đến 45. Thì cây nó xum xuê như thế này nè nhà cả nhà. Cây nụ thì chơi Tết thì rất là nhiều nha, thì cũng 220 ngàn một cây bao phí vận chuyển luôn. Nếu lấy hai cây á, thì là có 400 ngàn thôi nha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của chiếc Trà Bông nha. Đây là giống mai dảo Thủ Đức nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi của vườn mai em trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn và rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.